Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư Ông Toàn Vlog. Tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến một cái tuần giao dịch rất là hiệu quả của thị trường khi mà thị trường chúng ta tiếp tục tăng giá với cái khối lượng tương đối tốt, đúng không anh chị? Và với cái tuần tăng giá này thì em đánh giá đây là một tín hiệu rất tích cực cho toàn thị trường. Tuy nhiên trong những cái nhịp tăng giá đó chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng đó là thị trường là toàn đa phần là kéo những cái cổ phiếu trụ. Bao gồm những cái cổ phiếu như Vietcombank hay là Vinhome hay SAP, và đồng thời là gì? Là các cổ phiếu đầu cơ penny, đúng không anh chị? Nó kéo rất là mạnh, trong đó có một cái dòng mà em đánh giá khá là cao, đó chính là dòng chứng khoán trong giai đoạn vừa rồi. Và cuối phiên tuần vừa rồi nó xuất hiện một cái phiên điều chỉnh trong phiên. Và đây là một cái tín hiệu em đánh giá nó là điều hết sức bình thường trong một cái nhịp tăng giá của thị trường. Rồi để làm rõ cái điều này thì chúng ta cần nhìn lại thị trường tuần vừa qua nó được cấu tạo như thế nào, nó tăng giá ra sao, và tuần tới nó đang định hướng cái gì cho chúng ta, đúng không anh chị? Đầu tiên em sẽ nói cho anh chị về cái vấn đề thị trường chung của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Mọi người sẽ thấy là gì? Là thị trường của chúng ta nó đang trong một cái pha downtrend rất là sâu. Tuy nhiên trong giai đoạn vừa rồi nó đã xuất hiện những cái tín hiệu tạo đáy khá là rõ nét. Khá là rõ nét ở đây anh chị phải hiểu giúp em nào. Cái tín hiệu tạo đáy ở đây nó không chỉ đơn giản là những cái phiên bùng nổ theo đà, mà nó chính là những cái phiên rũ, phiên test rất là kỹ càng trước khi mà thị trường chúng ta nó có dòng tiền đầu cơ nó tham gia vào. Ví dụ ở đây anh chị sẽ thấy là gì? Sau quá trình rơi tạo hình thành một cái đáy đầu tiên vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 á, thị trường chúng ta nó bước vào một cái nhịp hồi phục đấy, và sau đó rơi trở lại kiểm tra cung cầu ở cái vùng đáy phía dưới này, sau đó hồi lên lại tiếp tục kiểm tra cung cầu lần nữa, lại hồi lên lại kiểm tra cung cầu lần nữa, lại hồi lên kiểm tra cung cầu lần nữa, và cuối cùng nó xuất hiện cái phiên bùng nổ, và sau đó thị trường tiếp tục rũ với thanh khoản rất thấp và nó bùng nổ với khối lượng lớn. Và từ cái phiên bùng nổ này thì thị trường xuất hiện một cái nhịp tăng giá rất tốt, là thứ nhất này. Thứ hai là gì? Nó kèm với cái khối lượng tăng. Thì đây là em đánh giá là những cái tín hiệu test đáy và nhịp tăng rất rõ ràng và đã được set up từ trước của nhà đầu tư tổ chức. Anh chị phải hiểu giúp em ạ. Yếu tố kiểm tra về cái vùng giá ví dụ như 1165 hay 1670 như thế này nè, và chúng ta không thấy có lượng cung nào bán ra, chứng tỏ là thị trường chúng ta đang chấp nhận cái mặt bằng giá như thế này rồi. Và sau khi chấp nhận được cái mức mặt bằng giá trong một cái quá trình rơi hoảng loạn như thế này, thì khi mà có những cái tin tức liên quan đến Fed, những cái tin tức xấu của thị trường cũng như là của thị trường thế giới, thì thị trường của chúng ta không hề giảm mà sau đó là bật tăng trở lại. Thì đây là một tín hiệu đánh giá là khá là tích cực. Sau đó tuần vừa rồi thị trường chúng ta xuất hiện những cái phiên tăng giá khá là mạnh, đặc biệt là có tín hiệu rút chân về phiên chiều. Thì trong rất nhiều những video trước đó em có phân tích với nhà đầu tư rồi, trong một uptrend đó thì sáng đỏ chiều xanh, đúng không? Trong một downtrend thì sao? Sáng xanh chiều đỏ. Ví dụ trong giai đoạn này anh chị sẽ thấy thường xuyên sáng xanh chiều đỏ. Còn giai đoạn này anh chị sẽ thấy sáng đỏ và chiều xanh. Ví dụ như cái phiên cuối tuần vừa rồi, sáng đỏ rất là sâu và cuối cùng nó rút chân, đúng không anh chị? Tuy nhiên là chúng ta cần phải đi nhìn lại thị trường xem thị trường chúng ta nó đã vào chính một con sóng hay chưa. Thì quan điểm ở thời điểm hiện tại em đánh giá là thị trường chúng ta, thứ nhất là nó chưa có cổ phiếu dẫn. Cái thứ hai là gì? Chưa có dòng dẫn. Đấy. Và cái thứ ba là nó đang được kéo bởi những cái cổ phiếu đầu cơ penny và những cái cổ phiếu trụ rất lâu rồi chưa kéo, đúng không anh chị? Vậy thì chúng ta đánh giá cái thị trường này nó chưa vào một cái con sóng chính. Về cái mặt giá cả, mặt bằng giá cả của thị trường á, thì rõ ràng là thị trường này đang bước vào một cái nhịp phục hồi chính rồi. Tuy nhiên á, để đánh giá xem liệu bên trong của nó cấu tạo như thế nào, thì em đánh giá đây chưa phải là cái nhịp gì, nhịp tăng mạnh nhất của cái con sóng nhỏ này, mà nó chỉ là cái nhịp phục hồi đầu tiên, hay trong vết đây nó gọi là giai đoạn đầu cá, anh chị lưu ý. Vậy thì trong tuần vừa rồi á, thị trường chúng ta nó chứng kiến cái nhịp kéo của một số cổ phiếu như Vietcombank. Vietcombank là một trong những cái cổ phiếu là kéo ác nhất trong giai đoạn vừa rồi. Nó là một cái cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số vốn hóa. Và sau những cái tín hiệu technical mà em kêu là những cái cổ phiếu này nó sẽ bước vào nhịp phục hồi chính ở những cái giai đoạn này, đúng không anh chị? Thì mọi người sẽ thấy là gì? Nó đang tăng rất mạnh. Và cái phiên cuối tuần vừa rồi nó là cái phiên chững lại sau quá trình tăng mạnh đó. Thì trong cái kỹ thuật về VSA nó là cái phiên No Demand 3, có nghĩa là nó đang kiểm tra lượng cầu và lượng cung ở cái giai đoạn này. Với cái viên mà kiệt về khối lượng như thế này thì khả năng tiếp tục trong vài phiên tới cổ phiếu Vietcombank này sẽ tiếp tục tăng rất là cao. Nên anh chị phải lưu ý, nó không có gì đáng lo ngại. Và thị trường của chúng ta đang được kéo chủ đạo bởi những cái cổ phiếu như thế này á, thì đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho nhà đầu tư. Khi những cái cổ phiếu chủ đạo kéo nó chưa tạo những cái tín hiệu tạo đỉnh chủ đạo, anh chị lưu ý. Tiếp theo nè, một cái cổ phiếu mà em đánh giá là nó cũng là một trong những cái cổ phiếu mà nó kéo cái thị trường đi lên,
Ví dụ như SAP này, anh chị lưu ý giúp em. Với cổ phiếu SAP mà em đã phân tích thì mọi người phải nhớ cái vùng này chính là cái vùng tăng giá đã được set up trước của tổ chức. Và với cái yếu tố tăng giá đã được set up trước với tổ chức đó, vậy thì đây chính là cái dấu hiệu của dòng tiền thông minh nó tham gia vào và nó kéo giá cổ phiếu này lên. Nó đã đi được một đoạn đâu đó khoảng bao nhiêu phần trăm anh chị? Khoảng 30, 25, 30 gì đấy. Khoảng 20%. Và khi cổ phiếu mà đi khoảng 20% thì đây nó xuất hiện những cái nhịp chỉnh đầu tiên. Và anh chị phải hiểu giúp em là những cổ phiếu này với Vietcombank đang kéo thị trường và những cái cổ phiếu này nó mang tính đầu cơ như vậy, liệu dòng tiền nó vào đây nó thoát ngay được ngay đây không chị? Rõ ràng là không rồi. Nó cần phải có thời gian nó thoát. Giả sử những cái cổ phiếu này nó sẽ không thể nào rơi ngay được mà nó thường có những cái pha phục hồi, nó test lại vùng 190 này trước khi nó rơi. Vậy thì em đánh giá là gì? Những cái cổ phiếu mà nó đang dẫn dắt cái thị trường ở thời điểm tại như Vietcombank hay SLB nó chưa đạt những cái trạng thái tạo đỉnh. Vậy thì lấy gì để thị trường nó sẽ tạo đỉnh ngay đúng không anh chị? Nên là khả năng rất cao là thị trường này nó chỉ là ở trong cái nhịp đầu cá thôi. Và tí nữa em sẽ chứng minh cho anh chị là cái gì, là khi mà thị trường chúng ta vào được cái nhịp thân cá, đó mới là cái giai đoạn mà ăn chính của chúng ta đúng không anh chị? Đấy, ví dụ như là trong cái hệ thống học viên cũng như cái hệ thống khách hàng bên em á, là em cũng tư vấn cho nhà đầu tư ở giai đoạn này là chúng ta không nên đánh quá nhiều, và chủ đạo là chúng ta đang tìm kiếm những cái cơ hội cho cái nhịp thân cá tiếp theo, và sau khi cái nhịp đầu cá này kết thúc thì cái đoạn thân cá chắc chắn nó sẽ xảy ra, anh chị lưu ý. Và đặc biệt trên thị trường ở thời điểm hiện tại nó giá là một cái cơ hội rất là lớn, không không phải là ngày mai thứ hai chúng ta có thể là mua, thứ ba thể là mua, mà chúng ta đang nhìn thấy một cái cơ hội rất lớn khi gì anh chị, khi thị trường này mặc dù nó tăng như này nhưng mà các cổ phiếu, các dòng cổ phiếu mang tính thị trường nó đang tạo ra được một cái trạng thái tích lũy cực kỳ sắc nét với một cái dạng mẫu hình mà em đánh giá là cái dạng mẫu hình của các cổ phiếu dẫn dắt cũng như là dạng mẫu hình mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là trên thế giới, đó là dạng mẫu hình nền trên nền tảng. Anh chị lưu ý, mặc dù giai đoạn này nó chỉ là một cái nhịp sóng hồi từ dưới đáy đi lên nhưng đa phần các cổ phiếu nó mang tính chất đầu cơ, mang tính chất thị trường nó đều đã và thậm chí là sắp sẽ xảy ra cái tình trạng đó là nó hình thành được cái dạng mẫu hình đó, và mẫu hình nó là một cái phễu để hút tiền, và khi mà mẫu hình nó hoàn thành thì chúng ta có những cái cơ hội rất là lớn cho chu kỳ tiếp theo. Đấy, đó là cái mà em đang định hướng cho nhà đầu tư hệ thống học viên cũng như là hệ thống khách hàng, đặc biệt là các nhà đầu tư mà theo dõi kênh của ông Toàn Vlog, nó là như vậy. Nên là giai đoạn này chúng ta cứ bình tĩnh, cứ tự tin và hãy tập trung vào những cái chuyên môn chính, đó chính là tìm ra những cái cơ hội trên thị trường. Chứ còn mà cái nhịp tăng như thế này thì dù thị trường nó tin tức nó có xấu đi chăng nữa hay có vấn đề gì xảy ra thì em đánh giá là ở đây mới chỉ là giai đoạn đầu của con cá thôi. Chúng ta còn cả một cái giai đoạn thân và đuôi con cá để chúng ta kiếm tiền. Anh chị lưu ý nhé. Và giai đoạn thân cá mới là cái giai đoạn kiếm tiền chính. Và giai đoạn đầu cá như thế này thì anh chị sẽ thấy là gì? Trên thị trường có rất ít mã cổ phiếu đi lên một cách thanh thoát, ví dụ như là Vietcombank hay là SAP. Còn đa phần các cổ phiếu còn lại nó có một cái biên lợi nhuận cực kỳ bé, ví dụ 5 đến 10%. Đấy. Và anh chị sẽ thấy, em khẳng định với anh chị một điều là gì? Những cái cổ phiếu đa phần trên thị trường nó chỉ tăng chừng được một cây hoặc hai cây, nó tăng từ 5 đến 10% nó sẽ gặp ngay một cái nhịp điều chỉnh. Đúng không anh chị? Nên là gì? Nên là giai đoạn đầu cá nó rất là xương sẩu, và cái giai đoạn này là chúng ta không nên đi vốn lớn, chủ yếu là sau những cái giai đoạn tích lũy đó, sau những cái giai đoạn rũ bỏ hấp thụ hàng đó thì thị trường của chúng ta, những cái cổ phiếu mà chúng ta nhắm đến nó sẽ bước vào cái giai đoạn thân cá, gọi là giai đoạn đẩy giá chính của cổ phiếu, thì lúc đó cái cơ hội chúng ta mới lớn hơn đấy, và chúng ta phải tập trung đi tìm những cái cơ hội đó trong giai đoạn này, đặc biệt là tuần sau khi mà thị trường mà em đánh giá là gì đang trong chuẩn bị sắp xảy ra một cái nhịp điều chỉnh nào đó đủ lớn đấy, để làm gì anh chị, để kích hoạt giai đoạn thân cá. Còn ở thời điểm hiện tại thì giả sử như thứ hai thứ ba thì em vẫn chưa đánh giá cao kịch bản thị trường nó sẽ rơi ngay đâu, có thể là thứ tư hoặc thứ năm gì đấy, nhưng mà đa phần các cổ phiếu trên thị trường, đặc biệt là những cái dòng tăng nóng giai đoạn vừa rồi, ví dụ như dòng chứng khoán hay dòng bất động sản khu công nghiệp, thì nó đang và đã và đang xuất hiện những cái tín hiệu điều chỉnh, nó dự báo cho cái vấn đề mà thị trường chung của chúng ta nó điều chỉnh đó anh chị. Nên là mọi người khi mà giao dịch giai đoạn này, tránh những cái trường hợp hưng phấn như hôm thứ sáu vừa rồi. Em lấy ví dụ cho anh chị, phân tích cho anh chị về dòng chứng khoán với cái dòng mà hot nhất giai đoạn tại. Dòng chứng khoán sẽ lấy những cái cổ phiếu không phải là cổ phiếu dẫn dắt giai đoạn này mà nó thuộc về cái cổ phiếu đầu cơ,
đầu cơ và nó mang tính là vốn hóa lớn. Thế anh chị lưu ý, hôm thứ sáu vừa rồi nó xuất hiện một cái phiên lộ trần của cổ phiếu SSI. Vậy thì đa phần nhà đầu tư cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi mà thị trường là thứ nhất là đầu phiên nó giảm, cái thứ hai là gì, cuối phiên nó rút trần, và thứ ba đó là gì, là cả dòng chứng khoán tiền, dòng tiền nó chạy vào. Tuy nhiên đây lại là cái điểm mà em kêu với nhà đầu tư là gì, hãy tranh thủ hạ bớt cái tỷ trọng khi mà anh chị tham gia đánh đầu cơ đối với dòng này trong giai đoạn này. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì mọi người sẽ thấy là gì, sau khi cái phiên bùng nổ như thế này nè, thì cái cổ phiếu của chúng ta nó tiệm cận vùng kháng cự. Đấy, theo cái lý thuyết thông thường, khi một cái cổ phiếu nó tiệm cận vùng kháng cự, nó có hai kịch bản xảy ra. Một, đó là gì, nó rơi. Cái trường hợp thứ hai là gì, nó hấp thụ trước khi lên. Vậy còn đối với cổ phiếu SI thì anh chị lưu ý, nó không hấp thụ trước khi lên. Vậy thì cái cửa gì anh chị, cửa điều chỉnh sâu nó rất dễ xảy ra. Và cái này em cũng nói luôn với anh chị là gì, cổ phiếu này càng lên cao là càng bán ra, đúng không? Đây là cái vùng kháng cự em đánh giá là cực kỳ lớn của nó. Nếu nó muốn lên được thì nó sẽ chỉnh về được đâu đó những cái vùng ví dụ như là 22. Đấy, nên là mọi người phải nhớ giúp em này, giai đoạn này với những cái dòng đầu cơ mà từ phía dưới đi lên, anh chị phải tuân thủ nghiêm ngặt cái quy định là gì anh chị, chốt lại ngắn. Còn đối với những cái thị trường, những cái dòng cổ phiếu mà nó vào những cái pha uptrend tăng giá, ví dụ như những cái giai đoạn trước như thế nào đấy, thì anh chị sẽ thấy là gì, thấy là hệ thống bên em đánh đánh nắm giữ rất là quyết liệt với những cái cổ phiếu này, mặc dù nó gặp những vùng kháng cự rất là sâu, đúng không, rất là xa, đúng không? Vậy thì mọi người phải nhớ là mỗi giai đoạn, mỗi cái hình thái của cổ phiếu, mỗi cái hình thái của thị trường, chúng ta sẽ có một cái cách giao dịch khác nhau. Còn đối với cái thị trường uptrend như này, chúng ta tập trung chủ đạo về nắm giữ cổ phiếu, và cái đó em đã chứng minh cho anh chị rất nhiều lần trên kênh YouTube này, đúng không? Khi mà em nắm giữ những cái cổ phiếu rất là châu bò trong những cái cơn sóng ngành của nó, mặc dù những cái nhịp chỉnh 5, 10, thậm chí là 15, 20% em vẫn không chốt lại. Nó là như vậy. Còn đối với giai đoạn này, nó là một cái thời kỳ khác của những cái cổ phiếu này. Đây là những cái thời kỳ là gì? Sơ khai của cái việc hình thành giai đoạn tích lũy cho cổ phiếu SSI này, cũng như ngành chứng khoán. Và khi mà trong cái giai đoạn sơ khai đó thì anh chị lưu ý nè, sẽ không có những cái dòng tiền kéo giá một cách đột biến đâu, mà đa phần nó là những cái dòng tiền đầu cơ mang tính là gì, hấp thụ là chủ yếu. Nên với những dòng tiền đó thì mọi người không, thì em không đánh giá cao cái việc mà nó sẽ tăng chân 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 liên tục, mà nó luôn sẽ ẩn chứa những cái nhịp điều chỉnh. Đấy, nên là quan điểm của em á, giai đoạn này chúng ta không nên đánh nắm giữ một cách hoàn toàn, mà chúng ta có thể là gì, linh động với thị trường, linh động với cổ phiếu. Mỗi lần cổ phiếu mà kéo mạnh lên mà có áp lực chốt lại, ví dụ như phiên thứ sáu rồi là cái phiên mà khi nó kéo rất là mạnh của dòng chứng khoán, là hệ thống bên em cho chốt lại dòng chứng khoán, đúng không anh chị? Ví dụ như VND nè, mọi người lưu ý nhé, cổ phiếu VND cũng tương tự, không phải là cái vấn đề nó gặp kháng cự như thế nào, mà chúng ta phải đánh giá là gì, đánh giá là thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại không có điểm mua mới là thứ nhất. Cái thứ hai là gì, nó đã đi lên được một chặng đường rồi. Cái thứ ba đó là gì, là có dấu hiệu suy yếu của những cái dòng, những cái ngành, ví dụ dòng bất động sản công nghiệp là một cái dòng rất là mạnh trong giai đoạn vừa rồi, đúng không? Cái thứ tư đó là gì, là những cái dòng đầu cơ này nó đang có tình trạng kéo ráng chứ không phải là hấp thụ rồi đi lên tiếp. Đấy, giả sử như là nó muốn đánh lên thực sự, nó sẽ hấp thụ đây và đi lên tiếp, anh chị lưu ý nhé. Nhưng mà vì cái xung lực nó mạnh, vì đầu cơ nó mạnh, nên nó xuất hiện những phiên bùng nổ như thế này. Theo đánh giá những phiên này gọi là phiên bùng nổ giả, anh chị lưu ý. Và điểm đó, điểm chốt. Đấy, trong vết A gọi là những cái tín hiệu chốt lại ngắn hạn á. Thì cái này thì hy vọng là gì? Là anh chị có thể hiểu. Còn nếu mà những nhà đầu tư á, mà muốn nắm giữ ăn một cái con sóng hồi thực sự, giả sử nhà đầu tư có thể cược cái nhịp hồi này của thị trường có thể về nghìn tư á, thì anh chị vẫn có thể nắm giữ những cái cổ phiếu này dưới đây. Tuy nhiên em phải trả lời với anh chị một cái câu thật thà như thế này nè. Đấy, nắm giữ tùy vào giai đoạn. Và khi mà nắm giữ thì anh chị lưu ý, nó có một liên quan một cái vấn đề đó là đi vốn. Giả sử như là hệ thống bên em á, rất thích nắm giữ khi mà đi vốn lớn. Khi mà đi vốn lớn, khi nào đi vốn lớn anh chị, khi mà em thực sự nhìn thấy những cái cơ hội rõ nét trên thị trường, cơ hội rõ nét nó đến từ những cái vấn đề về tiêu chí mua vào một cái cổ phiếu cũng như một cái sóng ngành của nó xuất hiện. Hệ thống bên em nhắc lại này, hệ thống bên em là hệ thống đánh về những cái cơn sóng ngành, và khi mà thị trường nó không có cổ phiếu dẫn dắt cũng như không có những cái sóng ngành dẫn dắt, thì rõ ràng là hệ thống bên em sẽ không đạt những cái tiêu chí để đi vốn lớn. Và khi không đạt những tiêu chí ở đi vốn lớn đó thì không có lý do gì để chúng ta nắm giữ những cái con sóng lâu, sóng dài, đúng không? Vì thế em chọn cái cách là gì, anh chị đánh ngắn trong giai đoạn này, và khi đánh ngắn thì chúng ta không thể nào đi vốn lớn được. Giả sử như anh chị có một vài trăm triệu hoặc một vài tỷ, có thể là gì, có thể là đánh đánh ngắn được, nhưng mà cầm
chục tỷ, 20 tỷ, thậm chí là 100 tỷ trong tay thì làm sao có thể đóng ngắn được. Và khi mà cái vốn nó càng lớn á, thì cái giải cái bài toán là đi vốn nó càng quan trọng. Và khi mà giải cái bài toán đi vốn thì chúng ta thấy được một cái vấn đề, đó chính là lộ ra cái vấn đề xác định được cái dư địa và tiêu chí của cổ phiếu. Và cái dư địa và tiêu chí của cổ phiếu đó chính là cái gì anh chị? Chính là gì? Hệ thống bên em gọi là gì? Là cơ hội đủ lớn đó anh chị. Nên là mọi người lưu ý, giai đoạn này đánh đi vốn không lớn nên dẫn tới tình trạng là chúng ta không việc gì phải nắm giữ lâu. Đấy, quan điểm nó là vậy đó anh chị. Đây là cổ phiếu VND. Tiếp theo em sẽ phân tích cho anh chị về cổ phiếu gì? SHS đi. Những cái cổ phiếu mà nó xuất hiện những cái điểm chốt lãi ngắn hạn đúng không? Khi mà nó kéo lên như thế này và cái khối lượng nó không đạt đó, thì đây là nó gặp những vùng kháng cự. Và với những cái vùng kháng cự này thì nó càng tăng anh chị càng hạ dần giúp em. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì những cái cổ phiếu này muốn vào những cái cơn sóng chính của nó thì nó cần những cái nhịp rũ bỏ điều chỉnh. Đúng không? Khi mà cổ phiếu nó rũ bỏ điều chỉnh như vậy thì nó sẽ xuất hiện một cái trạng thái mẫu hình, hệ thống bên em gọi là mẫu hình rũ bỏ kiệt về khối lượng, thì lúc đó chúng ta có thể tự tin đi vốn lớn hơn một chút. Chứ còn giai đoạn này nó kéo như vậy là ẩu anh chị, lưu ý. Kéo như vậy là ẩu. Hay những cổ phiếu như HCM này anh chị sẽ thấy là gì? Mặc dù nó tăng như thế này nhưng mà mọi người sẽ thấy nó cực kỳ là gì? Cực kỳ chậm tăng giá. Ví dụ như những giai đoạn này sau khi thị trường nó tăng một cái giai đoạn như thế này, thậm chí cổ phiếu nó chưa tăng bao nhiêu, thì những cái cổ phiếu này anh chị lưu ý giúp em một cái đặc điểm rất là quan trọng. Những cổ phiếu này sau khi rũ bỏ xong thì đây là những cái siêu cơ hội cho nhà đầu tư. Siêu cơ hội. Và cái mục tiêu của nó là về những cái vùng dưới này, ví dụ 24.7, khi mà nó rũ bỏ anh chị sẽ thấy gì? Một cái rũ khối lượng nó sẽ rất lớn, và khi nó kiệt về khối lượng thì đây chính là những cái cơ hội lớn. Còn đối với thời điểm hiện tại, vấn đề mua mới chúng ta không giải quyết được. Đấy, ở ở đây em đang phân tích cho anh chị dưới góc độ tư duy nó là gì? Là tìm kiếm những cơ hội. Và một cái cơ hội nó đủ lớn khi nào anh chị? Khi xuất hiện những cái yếu tố rũ bỏ. Chứ em không có hô cổ phiếu này giảm. Giả sử như ngày mai cổ phiếu này tăng thì em cũng không có cách nào khác ngoài việc nhìn nó tăng, chứ cũng không thể nào mua mới được, đúng không anh chị? Còn khi mà nó điều chỉnh thì em lại coi đó là những cái cơ hội rất là to, khi mà cái dạng mẫu hình rũ bỏ kỳ cung của chúng ta nó xuất hiện, đúng không mọi người? Nên là mọi người phải lưu ý giúp em những cái dạng cổ phiếu này, nó cũng sẽ là những cổ phiếu hàng đầu nếu xuất hiện những nhịp rũ bỏ. Ví dụ VCI này, nó xuất hiện những cái điểm gọi là điểm chốt lãi ngắn hạn rồi. Giả sử như dòng chứng khoán thì em đánh con này, anh chị lưu ý, em đánh con này từ những điểm này với điểm này. Đấy, thì cũng là đạt được một cái hiệu suất 50% thôi. Nhưng mà anh chị phải lưu ý giúp em, giai đoạn này em không ưu tiên cái vấn đề nắm giữ. Cái biên lợi nhuận em canh không có lớn, khoảng 50, 70 hoặc 100% đâu anh chị. Cái biên lợi nhuận nó thấp nên là chúng ta phải phải đánh linh hoạt đối với cái thị trường này. Đối với VCI thì nó xuất hiện một cái điểm chốt lãi khá là tốt nhá. Đấy. Nhưng mà quan điểm của em như thế này, một khi chúng ta đã mua được những cái cổ phiếu này ở vùng kỳ cung và nó xuất phát đi lên mạnh á, thì những cái cổ phiếu này rất khả năng rất cao là gì? Nếu là rủ thì nó sẽ là trở thành những cái cổ phiếu tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Nên anh chị cũng phải lưu ý và đưa nó vào những cái danh mục để chúng ta xem xét cho chu kỳ tiếp theo. Đấy. Mọi người phải lưu ý nhé. Ngành thép nè. Ngành thép thì chúng ta có Hoa Sen. Ví dụ như Hoa Sen là cái cổ phiếu tốt nhất ngành thép và cũng tốt nhất của thị trường trong cái tuần vừa rồi, đúng không anh chị? Khi mà nó xuất hiện một cái phiên tăng trần ở đây và nó tạo ra biên lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên anh chị nhìn nhìn vậy thôi chứ nó đang xuất hiện những cái điểm chốt. Điểm chốt giả sử như thứ hai nó nổ lên á, thì đó chính là cái điểm bán dần ra, bán dần ra trước khi nó điều chỉnh để chúng ta lấy lại vị thế nha anh chị, lưu ý. Đấy, những cái điểm nào mọi người lưu ý nè, giả sử những cổ phiếu này á, nó nổ lên thì anh chị chốt bớt ra, và đặc biệt đây là cái mục tiêu của nó tìm đến anh chị, chứ không có cái sự ngẫu nhiên ở đây. Bởi vì những cái dòng mà dòng hết chu kỳ, thì khi mà chúng ta đánh những cái dòng hết chu kỳ như Hoa Sen hay Nam Kim á, thì chúng ta phải hiểu nó là gì? Nó là những cái cổ phiếu chỉ mang tính phục hồi thôi. Và khi những cái cổ phiếu mang tính phục hồi thì nó phải đi hoàn toàn theo cái yếu tố cung cầu, hỗ trợ kháng cự. Và những cái yếu tố đó thì rõ ràng giai đoạn này nó sẽ thể hiện. Anh chị không tin, anh chị cứ kiểm chứng trong tuần sau coi liệu những cái cổ phiếu này nó có thể tăng một cách phi mã được hay không. Quan điểm em cực kỳ rõ đó là không. Khi nó xuất hiện những cái tín hiệu thì khối lượng bắt đầu thấp dần rồi. Đấy. Mọi người lưu ý nào. Điểm chốt ngắn đó. Ví dụ như là 10 15% chúng ta có thể là gì? Là hạ bớt ra. Tuy nhiên đó, hệ thống bên em mua những cái điểm như thế này nè, thì giả sử anh chị nào á mà có thể nắm giữ được thì em đánh giá đây là một trong những cái cổ phiếu nó có thể hồi phục tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Đấy. Về trending tăng T cộng thì anh chị lưu ý có thể chốt một phần, nhưng về nắm giữ đối với cổ phiếu để chúng ta đang cược là gì? Cược thị trường nó xuất hiện một con sóng
phục hồi đủ to, gọi là giai đoạn gì, giai đoạn thân cá, thì anh chị phải chấp nhận cái việc mà nắm giữ. Và khi mà nắm giữ thì mọi người phải chấp nhận một cái vấn đề, đó chính là cổ phiếu nó sẽ rũ bỏ. Và một khi rũ bỏ thì anh chị lưu ý là nó sẽ rũ rất mạnh, mọi người nhớ nhé, nó rũ rất mạnh. Vậy thì có nhiều cái cách để anh chị quan sát nó. Một á, mọi người không có gì để mất, nghĩa là mọi người đang đánh cược thực sự cho nó thì hòa vốn anh chị hạ ra. Còn cái trường hợp thứ hai là gì, mọi người trading trên nó thì anh chị lưu ý những cái vùng rũ bỏ, sau rũ bỏ là những cái điểm thích hợp để chúng ta có thể cơ cấu gia tăng cổ phiếu. Còn quan điểm ở thời điểm thị trường hiện tại á, chúng ta không có đánh giá cao về bất kỳ một con sóng nào hết á, nó chỉ là một con sóng hồi thôi. Nên em đang tư vấn cho anh chị về góc nhìn về sóng hồi và những cái cổ phiếu nào tốt nhất cho một cái sóng hồi đó, đấy có dư địa tốt nhất. Chứ còn mà thật sự là phong cách của em là đánh một con sóng ngắn, và một con sóng ngắn nó không đến từ một cái đáy của cổ phiếu, nó thẳng như vậy, hoặc đáy của thị trường, nó thường đi từ cái vùng trung hạn của thị trường đi lên. Có nghĩa là sau khi thị trường đã đi lên được một đoạn thì thị trường nó sẽ xuất hiện những cái cơn sóng ngắn, và lúc đó là những cái thời điểm thích hợp để hệ thống bên em đi vốn lớn. Còn đối với thời điểm hiện tại thì anh chị cứ tuân thủ những cái nguyên tắc là gì, đánh ngắn nhìn ngắn, đấy quan điểm rất rõ ràng. Và chúng ta đang chờ đợi nhịp điều chỉnh lớn của thị trường nhé, điều chỉnh. Còn sau khi điều chỉnh của thị trường, liệu thị trường nó ngấp nổi hay không thì em không biết. Còn cái vấn đề là gì, là nhịp điều chỉnh của thị trường thì anh chị lưu ý là chúng ta sẽ nhìn vô một cái dòng mà nó chưa tăng thì anh chị sẽ đoán ngay được thị trường nó sẽ xuất hiện, chuẩn bị xuất hiện một nhịp điều chỉnh. Ví dụ như là vừa rồi dòng dầu khí, đây rất rõ ràng là mọi người sẽ đồng ý với em một cái vọng cái vấn đề đó, là cái dòng này là cái dòng yếu nhất trong cái giai đoạn phục hồi đầu tiên này của thị trường, đúng không anh chị? Khi các cổ phiếu ví dụ như chứng khoán, bất động sản hay một số cổ phiếu penny về bất động sản, nó là những cái thằng mà tăng mạnh nhất, hoặc là dòng bất động sản khu công nghiệp, hoặc ngay cả dòng ngân hàng, nó cũng là những cái dòng mà nó tăng mạnh mạnh hơn những cái dòng dầu khí này trong giai đoạn vừa rồi. Vậy cuối tuần vừa rồi dòng dầu khí này lại là cái thằng đảo chiều tăng mạnh đấy. Nên là anh chị cũng phải lưu ý cái vấn đề đó là gì, khi một cái dòng mà nó yếu nhất trong một cái thị trường mà nó bắt đầu tăng giá thì chúng ta cũng phải để ý cái vấn đề là gì, thị trường nó chuẩn bị gặp những cái vấn đề về chốt lại đấy. Ví dụ dòng dầu khí vừa rồi có PVD nó chần, đúng không? Em tư vấn cho anh chị là giả sử nếu dòng dầu khí đánh thì đánh PVD, đúng không? Với PVC đó, đó. Vì sao lại là PVD và PVC mà không phải là BSR hay GAT anh chị? Bởi vì giai đoạn này rõ là gì? Giai đoạn của dòng đầu cơ nó đánh. Và PVD và PVC nó thuộc về những cái cổ phiếu đầu cơ tốt nhất trong cái ngành này. Nên là anh chị lưu ý, mặc dù nó đầu cơ thôi nhưng mà nó cũng đã xuất hiện những cái yếu tố chốt lại, giả sử thứ hai nó tăng mạnh anh chị chốt lại ra giúp em đấy. Đó cũng là cách mà chúng ta hoạt động trên thị trường này, đặc biệt với những cái cổ phiếu trong một cái ngành mà nó yếu nhất thị trường. Cái này thì khả năng cao là anh chị chắc cũng hiểu hiểu vấn đề đúng không? Nếu mà nhà đầu tư mà trải qua những cái giai đoạn mà phục hồi như thế này thì anh chị biết là gì, khi mà dòng thép nó nổ lên là thị trường nó điều chỉnh. Ví dụ VN Đất nè, khi mà dòng thép nó nổ lên đây là thị trường nó điều chỉnh nè, đúng không? Dòng thép là con gì ta, HSG nè, đấy sau đó nó nổ lên là thị trường nó rơi nè, anh chị lưu ý. Hay là những cái cổ phiếu yếu nhất như Nam Kim nè, thời điểm đó là thép là yếu nhất, nó nổ lên tăng trần nè, là thị trường nó xuất hiện những cái tín hiệu có thể điều chỉnh đó. Nên là mọi người cũng lưu ý, khi cái dòng yếu nhất trên cái thị trường nó xuất hiện những cái tín hiệu xấu đó, thì tín hiệu bùng nổ đó, thì mọi người nhớ là đây là những cái tín hiệu để báo hiệu cái nhịp điều chỉnh của thị trường. Còn cái vấn đề mà thị trường khi nào nó điều chỉnh thì cái đó không thể dự báo được, và nó phụ thuộc vào một yếu tố, đó chính là dòng tiền đầu cơ nó có chảy vào mạnh hay không. Tuy nhiên là giai đoạn vừa rồi anh chị sẽ thấy là gì, VN Đất trong vài phiên gần đây thì bắt đầu kiệt dần về khối lượng. Ví dụ nè, kiệt dần về khối lượng này, giả sử như thị trường đi ngang một vài phiên đây thì kiểu gì nó cũng rơi, kiểu gì nó cũng chỉnh chỉnh nhưng mà rơi nha anh chị. Còn cái dịp này em đánh giá cao là nó không rơi được đâu, có nghĩa nó chỉnh xong nó sẽ xuất hiện một con sóng rất to, lúc đó chúng ta tham chiến vào đấy. Đây nè, mọi người nhìn thấy rất rõ là dấu hiệu là dòng tiền nó bắt đầu giảm dần rồi, thì đó cũng là một những cái tín hiệu mà thị trường nó sẽ xuất hiện những phiên điều chỉnh. Nên là anh chị lưu ý đấy, đó là cái lý do mà vào cái chiều thứ hai á, chiều thứ hai tối thứ hai em sẽ tổ chức một cái buổi cho hệ thống khách hàng về cái vấn đề là cơ cấu và quản trị danh mục, cơ cấu và quản trị danh mục, đặc biệt là gì, là tặng hệ thống khách hàng những cái cổ phiếu sẽ là những cái cổ phiếu mạnh nhất sau cái nhịp điều chỉnh sắp tới của thị trường. Nếu mà anh chị nào mà chưa vào hệ thống khách hàng của em để học cái buổi đó thì mọi người nhanh tranh thủ đăng ký với cái những cái bạn trợ lý dưới cái phần mô tả, có cái số điện thoại bạn trợ lý đó. Anh chị liên hệ trực tiếp như vậy để làm gì anh chị, để vào để nhận những cái món quà cho chu kỳ sắp tới. Và em đánh giá cao là cái nhịp tăng sắp tới sẽ là cái nhịp tăng sốc và mạnh của thị trường.
sốc và mạnh, đặc biệt nó sẽ không kéo dài. Đấy, nên là những cái cơ hội đó nó không có lớn, không có quá lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Thì cái này em tư vấn với cái hệ thống học viên của bên em và hệ thống khách hàng trong cái cuối tuần vừa rồi rồi. Đấy, nên là anh chị tranh thủ đi để tận dụng những dịp này. Đấy. Và nếu mà anh chị nào mà không muốn vào hệ thống á, thì anh chị có thể coi lại những cái video trước đó. Em có phân tích về ba cái dạng mẫu hình. Mẫu hình sẽ là mạnh nhất trong cái chu kỳ sắp tới là thứ nhất này. Em có phân tích về những cái yếu tố, cái điểm tích cung của thị trường để anh chị có thể có góc nhìn là xuất hiện những cái điểm để chúng ta có thể cược vào một cái nhịp tăng mạnh của cổ phiếu cũng như thị trường nha anh chị, lưu ý. Đấy. Nếu anh chị thấy hay á, có thể giúp em đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh. Hoặc like video. Tiếp theo em sẽ phân tích cho anh chị về về cái ngành gì ta? Ngành bất động sản đi. Ngành bất động sản thì khả năng cao là tuần sau nó sẽ có nhịp nhịp phục hồi á. Nhịp phục hồi giả sử như là cuối tuần vừa rồi nó xuất hiện những cái điểm điểm tăng khá là tốt đúng không anh chị? Những cái điểm tích cung á, những cái điểm tăng khá là tốt thì em đánh giá cao là cái dòng này khả năng là tuần sau thứ hai hoặc thứ ba nó vẫn còn cái dư địa. Và khi mà nó kết thúc cái dư địa thì sao? Thì thị trường nó vẫn có thể chỉnh. Và em đánh giá là sau khi thị trường chỉnh thì mọi người phải chú ý thật là kỹ đối với những cái dòng cổ phiếu liên quan tới bất động sản, anh chị lưu ý nhé. Đấy, ví dụ như Nam Long cũng là những cái cổ phiếu mà em đánh giá là gì? Tăng tốt trong giai đoạn vừa rồi và cái cửa chỉnh của nó khá là thấp. Cái cửa mà để nó chỉnh khá là thấp. Giả sử như anh chị trong cái vài phiên sắp tới anh chị nhìn thấy những cổ phiếu này nó không chỉnh á, mà thị trường chỉnh thì anh chị biết một cái vấn đề đó là gì? Là thị trường này nó sẽ vào một cái sóng sóng mới rất là mạnh. Đúng không? Cổ phiếu DG là thuộc hàng cổ phiếu là tốt nhất trong giai đoạn vừa rồi này. Nó đi lên từ cái dạng mẫu hình kiệt về khối lượng, anh chị lưu ý. Kiệt về khối lượng khá là tuyệt vời. Đó. Thì khả năng những cổ phiếu này nó chưa có tín hiệu chỉnh đâu chị, nó chưa có tín hiệu chỉnh. Cổ phiếu Hà Đô em đánh giá cũng khá là được nè. Trong cái phiên cuối tuần vừa rồi cửa của nó, cửa chết của nó em nhìn nó vẫn lớn đúng không? Nhưng mà cuối cùng cuối phiên nó rút chân được tạo ra một cái phiên gọi là cân bằng cung cầu. Tuy nhiên anh chị lưu ý với cổ phiếu này nó thủng vùng 51 thì anh chị chạy giúp em. Đấy. Hệ thống bên em đang ôm cổ phiếu này nên em tư vấn cho nhà đầu tư như vậy cho nó cụ thể. Đó là một vài cổ phiếu, ví dụ như Vinhome là một cái cổ phiếu mà em đánh giá là gì? Cái nhịp tăng nó là chưa chưa kết thúc đâu. Ví dụ như đây là cái phiên tăng đầu tiên, đúng không? Nó rủ như vậy thì khả năng nó vẫn còn có thể kéo được nha anh chị, lưu ý. Vẫn còn có thể kéo được. Đó về hoạt động về các cổ phiếu bất động sản. Khả năng là gì? Tuần sau nó sẽ tạo ra những cái điểm phân hóa cho các cổ phiếu đó. Rồi thêm một cái dòng mà mọi người khá là quan tâm trong giai đoạn vừa rồi đó, bất động sản công nghiệp. Bất động sản công nghiệp thì em lấy cái cổ phiếu VGC để anh chị nhìn nhận một cách khách quan nhất về cổ phiếu này. Riêng cổ phiếu này đối với hệ thống bên em á, thì khi mà quan sát cổ phiếu chứ bên em không có mua được con này, thì đây chính là những cái điểm bán. Điểm bán. Đấy, thì anh chị nào có hàng phải lưu ý. Và rất nhiều anh chị hỏi em liệu cái cổ phiếu này có phải cổ phiếu dẫn dắt ở hiện tại hay không á. Lưu ý, chữ ở hiện tại nó khác cái chỗ là trong tương lai nha. Giả sử như trong tương lai nó vẫn có thể dẫn dắt được, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn nó không phải là cổ phiếu dẫn dắt cho thị trường cũng như là cho ngành của nó. Bởi vì sao anh chị? Vì sóng mới lên mà cổ phiếu nó xuất hiện những nhịp điều chỉnh như này. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là gì? Cổ phiếu này nó mang tính đầu cơ. Cái thứ ba là gì? Cái hiệu ứng dòng tiền của nó không tạo ra cái sự lan tỏa, anh chị lưu ý. Và còn rất nhiều những cái lý do nữa mà đối với hệ thống học viên em sẽ giải thích kỹ hơn. Đấy. Đây nè, mọi người lưu ý nè, nó tạo ra cái sự phân kỳ giá và khối lượng, và khi mà giá tăng mà khối lượng nó không đi kèm á, thì đây là những cái tín hiệu mà chúng ta có thể chốt dần ra. Nên là anh chị lưu ý nè, cổ phiếu này nó đang trong pha điều chỉnh và tuyệt đối anh chị không bắt giao rơi. Đối với những cổ phiếu này nó có hai trường hợp xảy ra. Một á, nếu nó thực sự nó mạnh, nó thực sự nó ngon và khả năng trong tương lai nó có thể trở thành cổ phiếu dẫn dắt, thì đây nó mới là nền giá thứ hai của cổ phiếu thôi. Đấy, nền giá thứ hai. Vậy thì chúng ta phải quan sát vùng 55 có liệu nó có tạo được cái vùng nền giá ở đây hay không. Nếu nó tạo được thì chúng ta vẫn có thể gia tăng và chúng ta cược nó là cổ phiếu dẫn dắt cho chu kỳ sau. Còn đối với thời điểm hiện tại thì mọi người lưu ý, cái trường hợp tiêu cực nó xảy ra đó chính là cổ phiếu này nó phân phối ở dưới cái dạng gì anh chị? LPSI. Đấy. Nó phân phối dưới cái dạng LPSI ở đây, nó rơi thì nó thật với anh chị là gì? Là không thấy đáy đâu. Thì mọi người lưu ý một cái cổ phiếu dẫn dắt nó chưa hề đạt bất kỳ mục tiêu chí gì thì chúng ta tuyệt đối không có đánh nó. Đấy. Nhiều kịch bản xảy ra nha. Với một cái kịch bản xảy ra chúng ta chưa biết kịch bản nào thì chúng ta không có liều đối với nó. Đúng không chị? Mắc gì phải liều. Thị trường này đâu có cơ hội đủ lớn đâu. Ví dụ như cổ phiếu EDC này, mọi người nhớ giúp em này. Cái cổ phiếu này nó vừa mới phá cái trend giảm thôi.
nó phá thôi, chứ nó chưa vào trend tăng giá thực sự. Có nghĩa là sau cái giai đoạn này nếu nó tích lũy được thì nó sẽ vào trend tăng giá, và với cái yếu tố mà nó tăng với khối lượng thấp như này thì cửa rủ của nó rất là cao. Giả sử tuần sau kiểu gì cổ phiếu này dù nó có kéo lên trên đây nó sẽ rủ rất là sâu, nên là anh chị phải lưu ý giúp em cái trạng thái đó của cổ phiếu. Vậy thì rất nhiều anh chị cuối tuần vừa rồi hỏi em là có mua được con này hay không, mặc dù nó kịp cung rồi thì anh chị phải lưu ý giúp em. Em chỉ mua những cái cổ phiếu kịp cung sau khi rủ bỏ thôi, chứ còn những cái cổ phiếu nào đang tăng mà nó kịp cung gọi là gì anh chị? Thiếu cầu. Và với những cái trạng thái đó thì chúng ta không ưu tiên ôm cổ phiếu này trong giai đoạn này, và chúng ta chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh đủ tốt của nó để tạo một cái dạng mẫu hình tái tích lũy và chúng ta có thể cược sau đó. Đấy, cơ hội nằm ở đây này, cơ hội nằm ở đây này. Đối với KBC, KBC anh chị phải thấy rất rõ ràng là gì, mặc dù đây là cái phiên chúng ta có thể cược được nhưng mà rõ ràng rất rõ nha là nó đang tạo nền, đang bước vào cái nền. Đấy, anh chị phải nhìn thấy rất rõ đang bước vào nền chứ không phải bước vào cái pha rút chân để nó kéo. Đây là cái nền giá, sau khi nó rơi như này mà rút chân như này gọi là nền giá, anh chị lưu ý giúp em, chứ nó không thể kéo ngay được đâu. Và mọi người nhớ là cái nền này nè, nền này đi lên từ những cái phiên kịch cung ví dụ như là 1,4 triệu, cái nền này đi lên từ phiên kịch cung ví dụ 1,8 triệu, thì cái nền này nó không có lý do gì đi lên từ kịch cung giá 5 triệu đâu anh chị. Cái đó là bản chất của cổ phiếu. Thì mọi người canh giai đoạn tiếp theo là gì, nó tạo được cái vùng nền đây, khi mà nó kịp cung về khối lượng đâu đó khoảng 1,8 triệu đến 2,5 triệu cho anh chị vẫn có thể lấy được giúp em. Còn ở thời điểm hiện tại thì anh chị không hành động đấy, và cái nhịp cái này là rõ nó tạo nền rồi, nó không có lý do gì kéo lên. Mặc dù giả sử như ngày mai tuần sau đầu tuần nó kéo lên trên đây đi chăng nữa thì anh chị lưu ý giúp em này, nó muốn đi lên thực sự thì anh chị phải cho nó tạo thêm một cái nền nữa kịp cung tính tiếp đấy. Nên là em nhìn cả cái thị trường thời điểm hiện tại em không thấy cơ hội nào đủ tốt nha, không thấy cơ hội nào đủ tốt. Mặc dù khi mà thị trường nó ở phía dưới nè, chúng ta thấy rất nhiều những cái cổ phiếu nó xuất hiện những cái điểm pivot, những cái điểm đó là những cái điểm mà chúng ta có thể cầm nắm cổ phiếu từ 1 đến 2 tháng là chuyện hết sức bình thường và có thể kiếm được từ 30 đến 50%. Nhưng mà sau đó thị trường chúng ta đi lên và nó không xuất hiện bất kỳ điểm pivot nào nữa. Đặc biệt là cả một cái tuần vừa rồi em không thấy thị trường có điểm pivot nào hết. Chứng tỏ điều gì anh chị? Chứng tỏ là nó không tạo ra những cái điểm mua cho tổ chức nữa. Và khi mà thị trường nó không tạo ra điểm mua như vậy thì sao? Thì rõ ràng là tổ chức người ta không thể vào hàng, và tổ chức không vào hàng nghĩa là nó đang cảm thấy thị trường có vấn đề hoặc là cổ phiếu có vấn đề, nó cần những cái nhịp điều chỉnh để nó cân bằng lại cái vùng giá mà tổ chức có thể tham gia. Và đặc biệt nó sẽ cân bằng bằng những cái pha rũ bỏ để giúp là gì chị, loại bỏ những cái nhà đầu tư yếu bóng vía. Và nhịp này là cái nhịp chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì sao? Bởi vì thị trường này là thị trường đi từ phía dưới đi lên chứ không phải thị trường đi từ trên đi lên bầu trời, có nghĩa là không phải là tăng vượt đỉnh mà nó tăng từ đáy đi lên, nên nó sẽ vấp phải rất nhiều những cái kháng cự, những cái lực lực bán rất là mạnh, nên là anh chị phải lưu ý. Đấy, đó là một số cái vấn đề trên thị trường mà em muốn đánh giá với anh chị. Còn chờ trong tuần sau mọi người hãy nhớ giúp em này, mọi người nhanh chóng đăng ký vào hệ thống khách hàng của em để làm gì anh chị? Để em có một cái chương trình đào tạo về khách hàng vào tối thứ hai về cái vấn đề cơ cấu danh mục và lên danh mục cho nhà đầu tư cho cái nhịp chỉnh sắp tới. Đấy, mọi người nhớ là thị trường cơ hội lớn nó ở phần thân cá, và để vào được phần thân cá thì thị trường nó phải điều chỉnh, và chúng ta phải hiểu được những cổ phiếu nào sẽ là mạnh nhất trong giai đoạn thân cá để chúng ta gì chị, để chúng ta quan tâm đến 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 thị trường dưới một cái góc nhìn là nhìn vào cơ hội, mọi người lưu ý. Và khi mà chúng ta nhìn được cái góc độ đó thì khi sắp tới tuần sau thị trường nó xuất hiện những nhịp điều chỉnh thì chúng ta coi đó là cơ hội chứ không hoảng loạn. Đấy, nói trước để anh chị biết là gì, chứ mỗi lần mà thị trường điều chỉnh thì nhà đầu tư đa phần là gì, hoảng loạn, thầy ơi bán được không, thầy ơi mua được hay không, rất là hoảng loạn. Như vậy nó xảy ra cái tình trạng domino, và khi như vậy thì anh chị sẽ không nhìn thấy những cơ hội của mình cũng như là những cái cơ hội trên thị trường, mà đa phần anh chị chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu trong tài khoản, liệu nó có đang lỗ hay không, liệu nó có đang lãi hay không, chúng ta bán hay là mua, đúng không? Tại sao chúng ta không hành động trước, chúng ta không lên một cái danh mục cho nó phù hợp, chúng ta không lên các kịch bản cho cổ phiếu. Và cái điều đó em sẽ làm vào tối thứ hai dành cho hệ thống học viên. Anh chị nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký, à nhầm, hệ thống khách hàng chứ, anh chị nào mà chưa đăng ký làm hệ thống khách hàng thì nhanh chóng đăng ký nhé. Đấy, còn đối với thị trường tuần sau thì mọi người phải nhớ giúp em nè, thị trường nó cái nhịp điều chỉnh nó đang rất tiệm cận rồi, và sau nhịp điều chỉnh là cơ hội, nhớ giúp em điều đó nhé. Rồi đây là cùng cùng cái video ngắn nên em cũng muốn chia sẻ như vậy, và đặc biệt là anh chị hãy cố gắng giúp em một cái vấn đề, đó chính là
hãy coi thị trường này là một cái cơ hội và chúng ta hãy tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Rồi chúc anh chị một cái cuối tuần thật là vui vẻ và một tuần giao dịch thật là hiệu quả. Em xin chào tạm biệt ạ.